Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chép tranh 1:1, tức là vẽ chân dung cho nó bài bản, dựng hình bài bản và lên một cái tranh cho nó bài bản thông qua cái mẫu này. Tức là cái mẫu này là cái mẫu của em học viên trong lớp của mình đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng mà mình thấy hợp lý cho nên là mình đã lấy để hướng dẫn các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần về bài bản, chúng ta đi in. Tức là các bạn vẽ giấy A4 thì các bạn in A4, các bạn vẽ A3 thì các bạn in A3. Thì các bước để mà phân cái góc của cái hình mẫu nó như thế nào thì các bạn chấm ở giữa trán một đốm, chấm ở giữa cằm một đốm là 2. Các bạn dùng thước các bạn kẻ thẳng một đường xuống. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kẻ một đường ngang cằm, một đường ngang mũi, một đường ngang chân mày và một đường ngang trên tóc. Tức là ba khúc này nó bằng nhau, nhưng mà đôi khi các cái mẫu nó sẽ bị xê dịch. Thì các mẫu nào cũng vậy, các bạn cứ kẻ như tương tự như vậy thôi nha. Vì chúng ta đang chép một, tức là nó rất là dễ. Bên đấy như thế nào chúng ta bê qua thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ như vậy nha. Thì chúng ta sẽ kẻ như trong mẫu này. Đó. Thì bên tờ giấy cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ đo. Tức là đo, các bạn đo từ mép giấy là bao nhiêu, các bạn ướm qua bên mép tranh là bao nhiêu, các bạn ướm lên mép giấy. Bên dưới cũng vậy. Và các bạn đặt thước các bạn kẻ xuống. Và các bạn đo, các bạn kẻ đúng cái khung như thế này tương tự qua nha, đúng như khung ban đầu ở bên đây. Các bạn kẻ qua. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đo đo cái chiều rộng này và các bạn đo qua bên cái tranh. Ví dụ đây, ví dụ đây là một cái tờ giấy nha. Ví dụ tôi nói đây là một cái tờ giấy thì tiếp theo các bạn chừa này, ví dụ các bạn đánh dấu ở hai cái điểm, các bạn kẻ một đường này. Đó, đây là cái điểm cằm này, đây mũi này, đây chân mày và đây tóc. Thì tương tự đây là một cái tờ giấy vuông. Thì bên đây các bạn cũng như vậy, các bạn đo cái khúc này bao nhiêu thì các bạn ướm vào đây. Các bạn đo khung này bao nhiêu, các bạn ướm vào đây, rồi các bạn đặt một cái thước, các bạn kẻ thẳng xuống thì nó sẽ ra một cái khung nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ dựng lên, các bạn đo là cái chiều rộng là bao nhiêu, đo chiều rộng bao nhiêu, rồi các bạn đo tổng thể, đo lại cái tổng thể là bao nhiêu. Tiếp theo đó các bạn đo từng chút một nha, đo xuống độ mắt là bao nhiêu, các bạn chỉ cần đo bằng một thôi, các bạn đo qua mà nha. Các bạn đo đến mắt, đến mũi, đến miệng. Đấy, các bạn đo qua, tức là các bạn đo một qua, đo như thế nào các bạn đánh dấu vào nha, và các bạn phát khung, các bạn phát khung lên. Thì khi các bạn phát khung, các bạn lưu ý là phát từ mắt, mũi, miệng xuống miệng nha, phát chứ đừng có đi một nét được luôn. Tức là chúng ta sẽ đi cái nét nó tự nhiên, tức là cái nét nó tự nhiên, nó tự nhiên như vậy này. Đó, nó tự nhiên như vậy này. Ví dụ rồi chúng ta còn gò được nha, chúng ta mới gò được ví dụ vậy nha. Chứ chúng ta đừng, các bạn đừng có đi cái nét như vậy, các bạn mà đi cái nét như này là vứt cái tranh đi luôn, không có đi như vậy, cái này không được, mà các bạn phải đi cái nét như vậy nha. Tức là các bạn phát toàn bộ cái khung này xong, phát cái khung xong, các bạn căn ke lại tất cả xem nó chuẩn nhất tối đa với cái hình mẫu chưa, đo từng chút một nha. Đo từng chút một cho nó cột chuẩn tối đa với cái hình mẫu. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng cái chì 2B, vẫn sử dụng cái chì 2B nha các bạn nhé. Các bạn đánh tách vào những cái mảng tối này, khi các bạn dựng hình các bạn căn ke được tất cả mắt, mũi, miệng cho nó chuẩn nhất có thể đây nha. Rồi, nếu có thể nha. Rồi, thì các bạn sẽ sử dụng cái chì 2B tách toàn bộ vào các cái vùng da, cái vùng khối này, các cái vùng khối. Nó có những cái khối tối, ví dụ như là tùy theo cái mẫu nha. Đấy, nó có những cái vùng khối này, đó, đó, hốc mắt này, hay là bọng mắt này, hay là góc trán, tất cả góc trán này, rồi là cổ này, rồi là cằm này, dưới môi này, này đầu mũi này, tất cả các vùng tối này các bạn dùng chì 2B các bạn đánh nét nghiêng. Các bạn tách nét nghiêng, đánh khít nét lại. Tức là cái này là phân mảng sáng tối nha. Rồi, sau khi các bạn tách mảng rồi thì các bạn vẫn sử dụng cái chì 2B, các bạn căn lại toàn bộ những cái nét ở trên khuôn mặt, giống như là tròng đen, bờ mi mí, lông mày các bạn đánh một chút. Rồi môi các bạn đánh một chút, lỗ mũi tất cả nhấn nhá một chút, lỗ tai nhấn nhá một chút, căn cho rõ ràng hơn ra để cho nó logic với toàn bộ cái mảng các bạn tách, để cho nó sẽ hiện dần dần cái chân dung như thế này lên. Chứ chúng ta không được dựng hình nhân và chúng ta vẽ từ đâu được ngay tới đó nha, từ đâu được ngay đó, như vậy là tranh hư sẽ không sửa được nha. Rồi, bước tiếp theo sau khi tách mảng, sau khi các bạn tách mảng thì các bạn sẽ sử dụng cái giấy đây, như này này, cái giấy vệ sinh nhé, cái giấy vệ sinh hoặc cái giấy ăn đó, nó đơn giản, các bạn gấp nhỏ như này, và các bạn sẽ di, tức là các bạn sẽ di vào trong cái vùng mà các bạn vừa tách mảng đó nha. Các bạn di vào những cái vùng đó, các bạn di vào những cái vùng mà vừa tách mảng đó nha. Tất cả những chỗ nào mà các bạn tách mảng thì chúng ta di vào, các bạn di hết vào nó, di hết vào nó. Và tiếp theo đó các bạn lật cái mặt qua, tức là cái tờ giấy sạch,
các bạn di tràn lan ra tất cả các vùng nào nó có da, nó có da trên cái vùng da, toàn bộ cái vùng da ở trên cái chân dung để nó như thế nào. Tức là khi các bạn tách mảng thì nó phân khối, thì các bạn di ra thì nó sẽ giữ lại, nó vẫn còn khối. Còn khi các bạn gấp giấy các bạn di ra thì nó sẽ tạo ra được những cái lớp da nót, có nghĩa là nó lót cái lớp da ở đó lại. Cho nên các bạn đã tạo được một lớp da rồi nha. Rồi bước tiếp theo, bước tiếp theo sau khi dựng hình, tách mảng, căn ke và di ra và di đều ra da mặt, thì bước tiếp theo các bạn lại sử dụng đến cây chì 8B. Các bạn lên sử dụng cái chì đen cho thôi nha. Ở trong video tôi cũng có hướng dẫn họa cụ đấy, tất cả các họa cụ đấy, các bạn bấm vào kênh này các bạn sẽ thấy nha. Nó có nhiều lắm, tại kênh này là kênh hướng dẫn nên có rất là nhiều các video hướng dẫn cho các bạn, có đầy đủ nha. Các bạn bấm vào sẽ thấy. Các bạn sẽ sử dụng cái chì 8B đen, xét lơ đen, xét lơ màu đen của Đức. Thì cái chì này tính năng của nó là chì than, nó rất là đen, nhưng mà không thì nó sẽ bị bóng. Các bạn sẽ nhấn những cái điểm nó đen nhất trong trên cái khuôn mặt này, tóc không đụng vào nhá. Như ví dụ như là lông mày, bờ mi trên, tròng đen, lỗ mũi và các cái đường môi này, tùy theo môi đen thì các bạn nhấn luôn. Tức là chúng ta không nhất thiết phải đi mạnh tay mà chúng ta đi nhẹ nhàng thôi, bởi vì cái tính năng này á nó không có bóng. Nếu như mà các điểm đen này mà các bạn sử dụng chỉ 2B vào á thì sau này các bạn đè lên nó không ăn nữa và nó bị bóng, cho nên cái tranh nó cứ bóng loáng đi nó không được. Cho nên chúng ta ngay từ ban đầu chúng ta phải sử dụng cái chì 8B này luôn, chúng ta đi nhẹ nhàng vẫn được, không sao hết nha, nhưng mà phải sử dụng cái chì 8B. Rồi chúng ta nhấn dần đậm lên, tức là chúng ta sẽ đi một lớp như vậy rồi để cho lại hiện lên, hình dung lên, hiện lên. Và tiếp theo các bạn lại sử dụng cái chì 2B và các bạn dìm tối các khối lần tiếp theo, lần 2 dìm khối và cũng di như là lần 1, tức là di vào khối và di đều ra mặt. Lúc này thì da mặt nó đã dày lên, lúc này thì da mặt nó đã dày lên rồi, nó đã hiện ra rồi. Thì còn việc còn lại là các bạn gót thật nhọn cái chì 8B đi. Rồi các bạn lại tỉa tót căn ke từng chút một, từng cái lông mi một, từng cái đốm sáng, tất cả một thứ góc độ một xíu một xíu một. Có thể các bạn vẽ một bức này nó cả 5-7-10 tiếng nha, nhưng mà nó phải ra, đừng có vẽ ẩu nha. Rồi các bạn tỉa từng chút một, từ bên trái qua bên phải, rồi xuống bên dưới, xuống dưới, từ từ, không được vẽ đến đâu vẽ xong đến đó. Tức là muốn lên được một cái hình như thế này ấy, thì em nó phải qua rất là nhiều lớp, tức là từ trên đến dưới, từ qua lại rất là nhiều lớp, tỉa tới từ nuôi, tẩy tới từ nuôi thì nó mới ra được như này. Mà đối với tôi thì tôi vẫn thấy nó chưa có được hoàn thiện đâu, bởi vì tôi vẫn phải cho em đó sửa cỡ cả tiếng nữa thì mới xong khuôn mặt này, tôi mới cho qua xuống áo nha. Thì các bạn cũng nên đầu tư thời gian một chút như vậy. Tiếp theo thì các bạn khi mà các bạn đi được nó hoàn thiện ra khuôn mặt rồi ấy, các bạn thấy nó lên được cái tầm mà nó thần thái nó giống rồi đấy. Đương nhiên các bạn học online, các bạn tự học như vậy á, xin lỗi các bạn tự vẽ trên mạng học như vậy thì nó sẽ không được ra như này được, bởi vì ở đây là tôi kèm chỉ bài, tại vì cái bài này tôi dạy ở lớp mà. Nhưng mà khi mà các bạn lên nó hình thái nó thể nó ra rồi thì các bạn vẽ tóc, tức là các bạn vẽ tóc thì các bạn sẽ vẽ từ trái qua phải, vẽ một chì bằng than đó, các bạn vẽ tùy các bạn nha, từ trái hoàn thiện xong qua đến phải nha, chứ đừng có vẽ chỗ này chút không có được, thì cái tay của các bạn đè vào nó sẽ bị lem nhem ra.